Tham gia hội thi có 40 em học sinh được chia làm 8 đội, đại diện cho các em học sinh lớp 4 và lớp 5 khối tiểu học trên địa bàn huyện tham gia. Các đội sẽ trải qua 3 phần thi chính, thi trắc nghiệm, phân loại rác thành các loại rác hữu cơ và vô cơ bỏ vào các sọt rác có tên tương ứng, và phần thi xây dựng ý tưởng về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và các mô hình. Qua cuộc thi này, bản thân con học hỏi được là chúng ta phải bảo vệ môi trường, không được xả rác bừa bãi. Về trường thì con sẽ tuyên truyền cho các bạn là phải bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định. Em đã học được nhiều kiến thức về phân loại rác, vô cơ, hữu cơ. Em sẽ tuyên truyền với các bạn trong lớp và trong trường về để rác đúng nơi quy định và phân loại rác đúng. Thông qua hội thi nhằm giúp cho các em học sinh nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thông qua hội thi là làm cho các em hiểu biết thêm về cái một số kiến thức pháp luật cơ bản về cái luật bảo vệ môi trường, từ đó tạo cho các em một cái kỹ năng sống, góp phần là bảo vệ môi trường. Kết quả, ban tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 2, giải nhì trường tiểu học Dương Hòa và giải ba thuộc về trường tiểu học thị trấn Kiên Lương 1. Ban tổ chức cũng đã trao giải mô hình xuất sắc nhất cho trường tiểu học Dương Hòa.